Dạ, xin phép kính chào anh chị ạ. Anh tên là Đình, ở Con Tum, số điện thoại liên hệ là 0973 821 799. Thì hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 2021. Thì hôm nay bên em cũng có một số các cái loại phong lan thì cũng giới thiệu đến cô anh chị. Thì cũng rất mong cô anh chị ủng hộ ạ. Thì hôm nay thì tụi em cố gắng đưa mức giá thấp nhất có thể anh chị, để cô anh chị sưu tầm cho nó dễ ạ. Thì đầu tiên là cái hạt đỉnh vàng. Hạt đỉnh vàng thì cái này thì tụi em bán với giá 80.000 một kg. Thì cái này cái mức giá nó không đổi so với ngày hôm qua của chị, bởi vì cái hàng này tụi em như thế này thì cũng cũng khá mềm rồi ạ. Nói chung là cái hàng tụi em đã lọc bớt những cái thân già thế này và để lại một số ít cái thân già thôi. Thành ra cái mức giá 80.000 một kg thì nó cũng khá mềm, nó còn chị sưu tầm. Địa là hạt đỉnh vàng, cái dòng hoa rất là bền, tầm cái 2 tháng. Và hoa màu vàng rất là tươi, và nói chung là hoa nó không thơm nữa. Thì cái này trong 1 năm thì nó cho hoa con chị. Người ta họ có một số trang người ta họ mô tả thì 5 năm mới có hoa. Thì cái 5 năm có hoa là người ta họ gieo hạt con chị, chứ nếu mà trồng bằng cũ thế này thì 1 năm nó ra hoa thôi. Thì ví dụ như một một cái thân thế này, một thân thế này thì nó sẽ thân một thân con chị về trồng thì nó sẽ lên một cái mầm ở ngay tại cái nắp này. Và nó lên 1 năm sau thì củ nó sẽ trưởng thành và cái bộ lá nó phát lên trên thân, và nó sẽ lên cái mầm cái nụ thế này. Hiện tại thì cái mùa đây là mùa đang đang mùa nụ hoa của cái dòng hạt đỉnh vàng này của chị đó. Thì nói chung cũng do đặc điểm khai thác vận chuyển thành ra cũng một số nụ nó bị ảnh hưởng của chị đó. Thì tụi em ba hạt đỉnh vàng tụi em bán với giá 80.000 một kg, 2 kg thì với giá là 150.000 như hôm qua thôi anh chị. Thế thật kia cái kiếm kiếm rừng này. Thì cái này kiếm này còn gì về số hoa, thì số hoa bởi vì cái này kiếm thì nó rất là nhiều cái mặt hoa của anh chị. Nói chung là cái con rùi số hoa là thế nào vậy, với giá là 50.000 một kg. Thì tụi em bán từ 2 kg. Thì tình trạng cây thì tụi em đã cắt bớt cái dọn bớt cái phần rễ này, và những cái lá gãy chập thì tụi em động cái đã cắt bỏ bớt, thành ra rất là lợi. Ví dụ như một phần 2 kg thế này thì 2 kg tầm cỡ 1 dề này, 2 dề này, 3 dề này, 4 dề này, 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ, 9, 10 giờ, tầm cỡ 10 giờ thế này con chị, với giá 100.000 này. Thì cái mùa này ở Tây Nguyên thì nói chung mùa nắng con chị, mùa khô, thành ra cây thì tình trạng này nó cũng cũng không có được mướt mát và tươi lắm. Thành ra thì nếu mà bán theo kg thì sẽ rất là lợi lợi thân cho con chị về ghép. Ví dụ một phần thế này 2 kg này, 2 kg kiếm thế này với giá 100.000 thôi. Kiếm tụi em bán với giá 100.000, 50.000 một kg, 2 kg là 100.000 ạ. Thế thật cái loại cẩm cừu thì tụi em cũng bán theo kg chị, với giá là 60.000 một kg. Thì cẩm cừu bằng lá tròn thế này còn gì, tròn tròn mít á. Thì 60.000 một kg. Thì nói chung một kg cũng khá là nhiều anh chị. Mà đây một một kg như thế này, nói chung con chị vừa trồng chắc tầm 2 3 chậu, bởi vì cái mùa này thì lá nó không mướt mát lắm, thành ra nó rất là nhẹ ký. Một ký như thế này 60.000. Tiếp theo là các cái phần vanda của chị. Vanda thì hôm nay tụi em đưa giá cũng cũng khá mềm được của chị sưu tầm cho dễ. Tiếp theo có một cái phần giáng hương thôi, giáng hương cây cây giống chị, chủ yếu là xếp và nó lẫn với một số những loại khác nữa. Tụi em bán với giá 130.000 như thế này. Đây vanda. Thì tụi em giới thiệu cái phần giáng hương này trước. Phần giáng hương này thì với giá là 130.000 thì tụi em cũng tính từng cây, nói chung một phần rất là nhiều thế này con chị, tụi em sẽ tính từng cây con chị. Còn có một cây này, tức là cây số 2 này, cây số 3 này, cây số 3, số 4, số 5, số 6, chủ yếu là xếp hết ạ. Cây số 7 này, số 8, số 9, số 10 này, số 11, 12 cây, 13, 14, tiếp theo là 15, 16 cây, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, tiếp theo là 35 cây, 36 cây, 36, 37, 38,
39 40 41 42 43 44 45 46 này. Tầm cỡ 46 cây của anh chị, 46 47 gì đó. Nói chung là cái hàng hàng giống giáng hương. Và có một cái cây, cây này là gấm thường hai của anh chị, có một cây gấm thường hai nữa. Cây này là hương duyên, tuy nhiên thì nói chung tụi em đỡ vào của anh chị trồng nó sống sống không thôi ạ. Bởi vì nó anh em mà khai thác được ít rồi em báo chung một luôn. Một cây, cái này hình như cây sừng trâu hay sao á, một cây và một cái về cái này là vây rồng tiếp theo là báo hỷ lọng lọng thì một phần thế này cũng khá là nhiều, với giá 130.000. Còn chị nào sưu tầm thì ủng hộ ạ. Tiếp theo là cái Wanda phần số 1 là 90.000. Nói chung là một phần 90.000 thì đảm bảo rất là nhiều, rất là nhiều thế này. Phần số 1 90.000 gồm 51 cây này. Có gì một là tính số lá, hai là tính kích cỡ cây để biết cây lớn nhỏ thế nào, gồm một cây ạ. Tiếp theo là cây số 2 này. Cây số 3 này. Cây số 3 đây, cây số 4 này. Cây số 4 này. Tiếp theo là cây số 5 này. Cây số 6 này. Tiếp theo là cây số 7 này. Cây số 8. 9 cây. Như thế này con chị, kích cỡ thế này. Đây, một phần thế này. Là với giá 90.000. Đó là chia về ghép được một trụ lớn hoặc là chia ra dụ một chậu ghép con chị ghép tầm cỡ 5 cây, 5 cây thì có thể ghép được hai chậu. Đó. Một phần số 1 90.000. Vanda, tiếp theo Vanda phần số 2 này. Vanda phần số 2 thì với giá 90.000. 90.000 phần gồm có một cây này, kích cỡ gồm có mẹ bông con một cây. Tiếp theo cây số 2 này, cây số 3 đây, cây số 4, cây số 5, cây số 6, 6 cây này với giá 90.000. Thì cái dòng Vanda này, Vanda nâu của chị, Vanda nâu đặc điểm này rất là thơm và theo em thì nó cũng dễ trồng của chị, nó không phải khó đâu ạ. Số phần số 2 là 90.000 Vanda. Tiếp theo cái phần Vanda số 3. Con này là cũng với giá 90.000. Gồm có một cây này. Tiếp theo là cây số 2 đây. Cây số 2. Cây số 3 đây. Cây số 4. Cây số 5. Cây số 6. Cây số 7. 7 cây như thế này, với giá là 90.000 Vanda phần số 3 ạ. Kích cỡ này. 90.000. Thế là cái Vanda phần số 4, phần này là 70.000 rồi. Gồm có một cây này. Tiếp là cây số 2 đây. Cây số 3 này. Cây số 4. Cây số 5. Cây số 6. Số 7. Số 8. Số 9. Cây số 10 này. Số 11. 12 cây. Phần này 12 cây với giá là 70.000. Vanda phần số 4 70.000. Nói chung một phần 70.000 rất là đáng của chị sưu tầm. Tiếp theo cái Vanda phần số 5. Phần này 70.000 luôn. Phần này gồm có một cây này. Tiếp theo cây số 2 đây. Số 3 này. Số 4. Tiếp theo cây số 5 này. Số 6. Số 7 cái cây này. 8. 9 cây này. Và 10 cây. 10 cây. Hình như nó bên này nó lẳng có một cây các anh chị. Bên này nó lẳng có một cây. Phần này 11 cây này. Phần này cũng 11 cây, phần này 11 cây. Với giá là 70.000. Phần số 5. Tiếp theo cái Vanda phần số 6. Phần này cũng 70.000. 70.000 phần số 6. Gồm có một cây này, hai cây này, ba cây này. Ba cây ạ. Tiếp theo cây số 4. Cây số 5. Cây số 6 đây. Số 6 thì một cây từ 3 4 4 ngọn lận. Tiếp theo cây số 7 này. 7. Tiếp theo cây số 8. Số 9. Cây số 10. 10 cây thế này, với giá là 70.000. Số 6. Tiếp theo cái Vanda phần số 7. Phần số 7 với giá 70.000. Còn có một cây ạ. Tiếp theo cây số 2 đây. Cây số số 3 này. Số 4. Số 5 này. Số 6 này.
số 7, số 8, số 9 và 10 cây, 10 cây thế này. Bây giờ là 70.000 Wanda phần số 7. Tiếp theo cây Wanda phần số 8. Phần này 70.000 luôn. Gồm có là một cây ạ. Cây số 2 này. Cây số 3 này. Cây số 4. Cây số 5. Số 6. Số 7. Cây số 7 thì một thân tuy nhiên ba ngọn này. Nói chung là cái phần này thì tính ba ngọn lận. Đây thì một phần thế này như tụi em đã mô tả thì giá là 70.000 thôi, phần số 8. Tiếp theo Wanda phần số 9. Phần này 50.000. Gồm gắn đó. Một ngọn này, 2 3 4 5 6 7 ngọn. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ngọn vậy đó. Giá 50.000 thôi. Nó cũng khá là mềm. Thì buổi tối hôm nay thì bên em cũng có một số loại để giới thiệu đến cô chị. Cũng cảm ơn cô chị đã theo dõi ạ. Xin kính chúc cô chị buổi tối ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhất ạ. Em cảm ơn ạ.